ngâm qua một đêm rồi sáng hôm sau mới làm được nha. Cái này sau khi ngâm qua một đêm rồi á, thì nó sẽ lên cái bột rất là dơ, nên bây giờ phải xả nước và rửa cho thật là sạch lại. Qua đêm á nó rất là nhớt, giờ sẽ đổ nước và xả là thật là sạch luôn. Đậu này sau khi rửa xong á, thì để ráo. Đây á, mình sẽ chuẩn bị sẵn một cái rổ và một cái lược như vậy để lược lấy phần nước thôi. Và gạo mình ngâm hôm qua nè, thì ở đây một ký đậu nành ngâm hôm qua đã được rửa thật là sạch sẽ và nó nở to như vậy. Một ký đậu nành mình phải dùng 150g gạo, một lát có bột gạo nữa nha, nhưng mà cái đó mình để sau đi. Giờ sẽ bắt đầu làm cái phần này, thì chuẩn bị sẵn một cái máy xay sinh tố tại nhà. Cái này á thì sẽ dùng đó là 3 lít nước để xay hết hoàn toàn đậu và gạo luôn. Lược qua đây chỉ lấy nước thôi, xong rồi lấy cái phần nước để đổ tiếp vào để xay, và cái này phần này sẽ xay được là 3 hoặc 3,5 lít nước. Cái này là thao đậu nành đã được lọc và rây thật là mịn cái nước nha. Lấy cái ra bỏ hết để cho cái nước nó như là cái nước mình nấu sữa đậu nành vậy. Đây là gạo. Gạo thì mình cũng xay nhuyễn luôn. Các bạn thấy nè, gạo mình đã xay nhuyễn và cũng đổ qua bên cái rây để cho thật là mịn như là nước sữa tươi vậy đó. Và đây là bột gạo. Mình sẽ dùng thêm bột gạo. Bột gạo thì sẽ dùng là 50g bột gạo. Giờ thì sẽ đổ vào trong cái nồi. Cái nồi và đổ sữa vào. Và cái này là tại vì đậu nành nhà mình xài sang nha các bạn, mình chỉ đổ có 3 lít nước thôi, còn như bán hoặc là các bạn làm thì nên cho nhiều nước, thêm khoảng 5 lít nước cũng được hoặc 6 cũng được, người ta bán người ta dùng tới khoảng 6 lít nước. Ở đây mình dùng có 3 lít là xài sang nha. Và gạo mình xay nhuyễn lấy mịn nha, vẫn dùng thêm là 50g bột gạo cho đây phấy tan ra luôn. Giờ sau khi phấy tan hết thì cho hết vào đây luôn, khuấy đều lên là bắt bếp lên. Giờ mình sẽ bắt bếp lên ha. Sau khi bắt lên bếp rồi thì nhớ đứng đây và phấy liên tục nha, để không bỏ bếp là sẽ bị khét ở dưới đít, nó sẽ không có ngon cái món. Thì các bạn nên khuấy, và mình dùng cái cây này, cây đánh trứng á, khuấy nó sẽ đều hơn và dễ hơn, lại nhẹ tay hơn là cái giá. Khuấy đến khi nào mà các bạn thấy sôi lên thì mình dặn cái lửa cho nó riêu xuống, rồi mình sẽ tiếp tục nấu trong khoảng 10 phút.
nồi này dùng để ủ tàu hũ. Thì mình sẽ cho vào đây là hơn nửa muỗng canh đường. Hơn nửa muỗng canh đường này và thêm một ít nước này vào. Cách làm này của mình là không cần phải dùng đến thạch cao phi nha. Thời xưa thì người ta sẽ dùng cái thạch cao phi. Hôm nay mình dùng bằng nước đường. Giờ mình sẽ hòa tan cái đường này. Và cũng như thay thế cho thạch cao phi á, thì mình sẽ dùng cái nước đường này và tráng đều hết cái phần nồi này nha. Sau khi tráng đều hết cái phần nồi này, mình tráng đều hết để mấy cái chỗ mà đổ đó là tráng đều hết luôn. Rồi sau khi nó sôi thì sẽ dặn lửa riu riu và nấu trong vòng 10 hoặc 15 phút. Nấu mà thấy cái cây này của mình đánh á, nó có cái độ lền rất là kẹo nè. Bạn thấy nó có độ lền. Rồi, bây giờ mình sẽ chuẩn bị đồ để ủ nha. Đây là cái nồi cơm điện của mình, lấy miếng vải thật là dày và ủ vào đây. Rồi sau khi cái nồi mà tráng hết đường đều nồi thì cho cái nồi vô. Sữa này của mình nó đang còn nóng, là vừa tắt bếp đang còn nóng nha các bạn. Bọt nè thì mình hớt nên cho mấy cái bọt nó đừng có cái bị cái bong bóng. Và bây giờ sẽ đậy nắp lại và tiếp tục ủ vào cho ủ cho đến khi nào nó nguội. Mình ủ 3 tiếng. Đậy lại ủ. Rồi. Mình dùng cái nắp đó, bịt cái vải này lại nè. Các bạn biết đó là đặng cho nó đừng có cái mồ hôi đó. Cái nắp nồi thì kiếm cái vải thưa, vải mùng gì đó, cái vải nào cũng được, chỉ cần bịt lại để cho nó đừng có cái mồ hôi ra. Bây giờ mình sẽ ủ nha. Mình thích ăn đường cát nâu thì mình thắng đường nâu nha. Nhà bạn nào có đường chải thì các bạn thắng đường chải với gừng. Còn đường này cũng dễ, không khó, cho chút xíu nước vào và thắng cái nước đường này cho nó kẹo kẹo một tí. Mình thích đường nâu hơn là đường chải. Thể dùng đường chải thì thích nha. Rồi sau khi mình để 3 giờ đồng hồ nó gần nguội rồi, dở ra xem cái thành phẩm của mình nha. Wow. Thấy nó là nó đông đặc là do mình hớt cái bọt chưa có kỹ lắm cho nên nó bị rỗ nè, nó không có đều, nhưng mà không sao cả. Một lát nữa khi mình dùng nó, mình sẽ hớt những cái bề mặt trên để cho nó láng lại ha. Giờ mình nhìn nó giống như cây bánh lăng vậy đó. Cái này ở miền Tây thì mình sẽ dùng với cái bột năng á. Bột năng và bột nếp mình pha lại và giò viên tùy thích nha. Và thắng thêm nước đường nữa là ok rồi. Giờ mình đã có một xưởng tàu hũ tại nhà luôn, cho các bé dùng mà không cần phải dùng đến thạch cao. Đặc biệt rất là ngon ha, từ gạo và đậu nành. Bà Bi ơi,